Diễn viên Nguyễn Hậu qua đời sau một tuần phát hiện ung thư gan. Nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam ra đi bất ngờ vào lúc 4 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 2 tại nhà riêng, hưởng thọ 64 tuổi. Chị Trần Hồng Sương, vợ diễn viên Nguyễn Hậu kể trong nước mắt: "Tôi không ngờ anh ấy ra đi nhanh vậy. Chiều 13 tháng 2, anh còn đòi mắc võng nằm ở sân. Anh phát hiện bệnh mới tuần trước nhưng vẫn tự mình đi bốc thuốc, ăn uống bình thường. Chứng kiến chồng ra đi, tôi rối bời, cảm giác mọi thứ suy sụp. Mọi việc tang lễ cho anh đều do con gái tôi sắp xếp." Chị đau đớn nói. Bản thân của Nguyễn Hậu cho biết thêm, anh mới dừng đóng phim cách đây 2 tháng khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, cơ thể chỉ thật sự suy kiệt cách đây 1 tuần và đó cũng là lúc anh nhận kết quả xét nghiệm bệnh ung thư gan từ bác sĩ. Ban đầu anh ấy sốc khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, nhưng sau đó lạc quan hơn nhờ sự động viên của gia đình bạn bè. Anh vẫn gặp gỡ hẹn hò cà phê với mọi người, người bạn cho biết. Sự ra đi của Nguyễn Hậu khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Diễn viên Mai Mai nói cô quá bất ngờ vì chưa từng nghe về bệnh tình của đàn anh. Quyền Linh, Lê Bình, đạo diễn Võ Việt Hùng đều gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ. Hiện linh cữu diễn viên Nguyễn Hậu được quan tại phòng cộng đồng của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, quận 7. Lễ động quan diễn ra vào ngày 30 Tết tại Bình Dương. Diễn viên Nguyễn Hậu sinh năm 1955 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Trong 30 năm gắn bó với phim ảnh, anh đã có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Diễn xuất của Nguyễn Hậu được đánh giá đa dạng và phong phú với nhiều dạng vai khác nhau. Anh từng hóa thân thành nông dân nghèo khổ, đồng chí cách mạng, địa chủ tàn ác, mật thám, tình báo hoặc một tên lưu manh, một gã trùm ma túy khét tiếng. Anh có mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thung Lũng Hoang Vắng, Người Đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Dòng Máu Anh Hùng. Nguyễn Hậu từng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc, giải thưởng của Hội Điện ảnh năm 1995 với phim Mảnh Đất Tình Đời của đạo diễn Vĩnh Sơn, trong vai anh nông dân ham mê đá gà. Ngoài diễn viên, Nguyễn Hậu còn làm thêm vai trò phó đạo diễn, chủ nhiệm cho các đoàn phim. Trong vai trò phó đạo diễn, Nguyễn Hậu đã tạo bước đệm cho nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng sau này như Phương Điền, Hoài An.